Xin chào các anh em của dòng máu Lạc Hồng. Trước khi biến Israel trở thành một quốc gia sở hữu tổ hợp quân sự quốc phòng hùng mạnh và một nền kinh tế có số má như ngày nay, cố Tổng thống Shimon Peres đã không ít lần bị chính người dân chế giễu bởi giấc mơ của mình. Chuyện là vào những năm 1950, Shimon Peres, cha đẻ của mô hình quốc gia khởi nghiệp và là người khai sinh ra ngành công nghiệp quốc phòng Israel, lúc bấy giờ đang ở tuổi 27, đã được giao nhiệm vụ mua sắm vũ khí cho quân đội. Nhưng vốn có tính suy nghĩ ngược với số đông, ông Peres đã cùng với người bạn của mình là kỹ sư A. Trismer nói rằng họ có khát vọng xây dựng ngành công nghiệp hàng không do chính người Israel làm chủ. Ý tưởng này ngay lập tức bị các lãnh đạo khác trong nước dè bỉu, khi mà thời điểm đó Israel còn chưa sản xuất nổi chiếc xe đạp, nhưng Peres đã không bận tâm đến điều này. Dưới sự ủng hộ của David Ben-Gurion, thủ tướng đầu tiên của Israel, họ đã giúp đỡ A. Trismer sáng lập tập đoàn tư nhân công nghiệp hàng không có tên là EAE vào năm 1953 với 70 nhân viên. Thời gian đầu, công ty chủ yếu bảo dưỡng máy bay cho không quân nước này. Nhưng chỉ 6 năm sau, họ đã sản xuất được chiếc máy bay đầu tiên dựa theo thiết kế của Pháp với tên gọi Tuskit. Đến nay, chỉ riêng ngành hàng không, Israel đã sở hữu những công nghệ hàng đầu thế giới. Không chỉ sản xuất máy bay chiến đấu mà còn tiên phong trong công nghệ không gian vũ trụ. Israel sở hữu những dòng tên lửa tiên tiến nhất của thế giới, cũng như những hệ thống phòng thủ tên lửa thuộc hàng xuất sắc nhất. Israel, họ đã đi từ một quốc gia mà một cái xe đạp cũng không sản xuất nổi, trở thành quốc gia trên thế 8 thế giới có khả năng tự phóng tên lửa vào vũ trụ từ năm 1988, bên cạnh các cường quốc như Mỹ, Nga, Trung Quốc. Nền kinh tế Israel hiện nay còn được coi là một thung lũng Silicon của khu vực Trung Đông. Thực sự, kết quả này là quá khủng đối với một quốc gia, khi mà theo thông tin từ các nhà số học, họ mới chỉ có hơn 9 triệu dân vào năm 2020. Điều đáng nói, cách đó chết về phía đông hơn 7.600 km, tức là khoảng gần 15 chiều dài đường xích đạo. Mà cụ thể là trong những năm gần đây, người Việt cũng đã khởi động cho những khát vọng tương tự, quyết tâm tạo nên thực tại mới với ngành quốc phòng công nghệ cao, cũng như khát vọng trở thành một thung lũng Silicon của khu vực Đông Nam Á. Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak nhận định, Việt Nam hiện nay có nhiều điểm giống với Israel khi xưa, và chính phủ Việt Nam đang đi đúng hướng trên mọi khía cạnh. Ông Ehud Barak kể rằng, lúc ông chào đời vào năm 1942, đất nước Israel mà chúng ta được biết đến ngày nay còn chưa xuất hiện. 80 năm sau, khi mái tóc ông Barak đốm bạc, cái tên Israel đã thoát nghèo và gia nhập nhóm nước phát triển. Ông Barak hiểu rất rõ cuộc lột xác của Israel. Ông đã đóng góp vào quá trình ấy ở nhiều vai trò khác nhau. Cả khi là tướng lĩnh quân đội, cho tới lúc là thủ tướng thứ 10 của Israel năm 1999 đến 2000. Theo vị cựu thủ tướng, việc Israel trở thành quốc gia khởi nghiệp với khả năng đổi mới sáng tạo bậc nhất thế giới không đến một cách tình cờ. Ông kể rằng, chính phủ Israel đã quyết định đầu tư với khởi điểm từ giáo dục. Quốc gia khởi nghiệp không xuất hiện từ nước mưa, nguyên liệu thô hay từ dầu khí, mà nó đến từ khối óc của con người. Việc chọn lọc nhân tài rất được đề cao tại Israel. Cách đây 45 năm, Israel đã bắt đầu chọn lọc những cá nhân giỏi nhất ở lớp 11-12 để đào tạo từ sớm. Ban đầu, trong số 1.500 trường trung học phổ thông trên cả nước, chúng tôi yêu cầu mỗi trường tiến cử 3-6 học sinh xuất sắc nhất. Chúng tôi đã sàng lọc khoảng 10.000 người này và tiếp tục chọn ra 500 người tốt nhất. Khi hoàn thành bậc trung học, họ sẽ được gửi vào đơn vị công nghệ trong quân đội. Trong số 500 người trên, Israel lại tiếp tục chọn ra 40 người giỏi nhất. Đến đây thì chúng tôi xác định họ thực sự là những thiên tài. Đôi khi chỉ cần một thiên tài cũng đủ để thế giới phải thay đổi. Israel hiểu rõ điều đó nên mới có chính sách như vậy. Sau khi chọn được 40 người xuất sắc kể trên, chúng tôi sẽ không gửi họ đến các đơn vị quân đội nữa, mà đưa họ đến các cơ sở giáo dục hàn lâm trong 3 năm, ngay sau khi họ tốt nghiệp trung học. Họ sẽ ở cơ sở giáo dục và được các chuyên gia cao cấp giảng dạy. Chính phủ Israel sẽ hỗ trợ chỗ ở, tiền trợ cấp để họ tập trung nghiên cứu. Sau 3 năm, những người này sẽ được gửi vào các trung tâm nghiên cứu khoa học tiên tiến nhất của cơ sở quốc phòng. Cho đến 9 năm sau, họ sẽ được tiếp xúc sâu với nền khoa học hiện đại nhất Israel. Từ đó sẽ giúp đất nước Israel bứt phá trên mọi lĩnh vực. Ông Barak cho biết, Israel đã cố gắng tạo ra nền giáo dục xoay quanh các bộ môn khoa học như toán học, hóa học, vật lý và sinh học, cũng như đi kèm tiếng Anh. Khi quay trở lại Việt Nam, ông Barak nhận định ở Việt Nam
cũng đang hội tụ đủ các yếu tố thiết yếu để thực hiện bước nhảy vọt về phía trước. Đó là sự rõ ràng trong mục tiêu của lãnh đạo và luôn năng lượng có thể cảm nhận được ở bất cứ nơi đâu, nhất là trong mắt những sinh viên Việt Nam ông đã gặp. Ông Barak chỉ ra rằng giữa Việt Nam và Israel có điểm tương đồng vì cả hai đều trải qua nhiều cuộc chiến. Vị cựu thủ tướng có cái nhìn rất đỗi lạc quan đối với Việt Nam. Ông nói, đối với một quốc gia có thể vượt qua lịch sử chiến tranh ấy và thống nhất đất nước, thì chỉ có bầu trời mới thực sự là giới hạn cho những gì quốc gia ấy có thể đạt được. Ông Barak nói rằng, tôi đến đây trong khoảng thời gian rất ngắn, nhưng tôi thấy các bạn đang đi đúng hướng trên mọi khía cạnh mà tôi có thể nghĩ ra. Ông cũng nhấn mạnh, Việt Nam đã làm đúng khi nâng cao giáo dục, từ đó thu hút được công nghệ, đặc biệt là dòng vốn FDI công nghệ cao. Thế giới đã công nhận Việt Nam là đất nước có ngành giáo dục mạnh về toán học và khoa học tự nhiên vào năm 2012, khi một số học sinh 15 tuổi lần đầu tiên tham gia vào cuộc thi thử nghiệm PISA, chương trình đánh giá sinh viên quốc tế, và tuyển Việt Nam đã giành vị trí thứ 8 trong các ngành khoa học tự nhiên và đứng thứ 17 về toán học. Những kết quả ấn tượng này một lần nữa được lặp lại vào năm 2015, khi học sinh Việt Nam vượt trước những người bạn cùng độ tuổi đến từ Mỹ, Australia và Anh. Thành tựu của giới trẻ Việt Nam về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học đã thu hút được sự chú ý của nhiều tập đoàn công nghệ quốc tế đang tìm kiếm tài năng mới. Một trong những nhân viên của Google sau khi đến thăm trường học địa phương ở Việt Nam đã nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters rằng ông chưa bao giờ nhìn thấy những học sinh tài năng về máy tính như vậy. Họ giải quyết những vấn đề khó còn nhanh hơn những người đang làm việc tại Google hiện nay. Trong lần tới, Việt Nam hồi năm 2016, Tổng thống Google Sundar Pichai cũng cho biết Việt Nam sẽ sớm trở thành một trong những thị trường quan trọng nhất đối với Google, cũng như đối với nhiều công ty và doanh nghiệp khác. Và sắp tới, 1.400 kỹ sư công nghệ thông tin của Việt Nam sẽ được đào tạo tại trung tâm công nghệ khổng lồ California. Hiện nay, các trường đại học công nghệ thông tin lớn nhất của Việt Nam là Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng là ba trung tâm đào tạo lực lượng lao động chính cho khu công nghệ cao, với hàng trăm sinh viên công nghệ thông tin tốt nghiệp ra trường mỗi năm. Nhiều kỹ sư trẻ mới ra trường được tuyển dụng ngay vào các công ty lớn như Cisco, Fujitsu, HP, IBM, Intel, LG, Samsung, Sony và Toshiba, minh chứng cho sức hút rất lớn của Việt Nam đối với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Việc thu hút được các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài đã tạo cơ hội cho người Việt tiếp xúc công nghệ tinh vi của thế giới. Ngoài ra, giúp các công nhân làm quen với việc sản xuất các sản phẩm công nghệ cao tỉ mỉ. Nhờ vậy, bên cạnh nhận được nguồn vốn đầu tư nước ngoài dồi dào, Việt Nam còn đang đứng trước cơ hội phát triển được hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ bên trong quốc gia mình. Việt Nam có sẵn nền tảng để thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, từ đó trở thành một đất nước phát triển trên mọi mặt, từ kinh tế đến an ninh quốc phòng. ASEAN Correspondent, trang tin chuyên viết các bài phân tích về khu vực châu Á và hiện là một đối tác của hãng tin AP Mỹ, đã nhận định, với hệ thống giáo dục phát triển, sự hỗ trợ của chính phủ, các nguồn đầu tư nước ngoài và các tài năng về công nghệ thông tin, Việt Nam hiện đang có tất cả điều kiện lý tưởng để đạt được các mục tiêu và trở thành thung lũng Silicon của khu vực Đông Nam Á. Riêng cựu thủ tướng Israel thì chia sẻ rằng, 27 năm trước, vợ tôi từng xách ba lô du lịch qua đây. Lúc này, bà ấy rất sửng sốt vì bước tiến lớn mà Việt Nam đạt được. Trong 23 năm tới, khi Việt Nam kỷ niệm 100 năm thành lập nhà nước hiện đại, tôi nghĩ các bạn chắc chắn có thể thực hiện được gấp đôi những gì đã làm trong 27 năm qua.